fan của Song Thế Sủng Phi 2, fan khen tiến bộ hơn so với phần 1. Song Thế Sủng Phi 2 là bộ phim thể loại cổ trang xuyên không kể về một câu chuyện tình ngọt ngào xen lẫn bi thương của hai nhân vật là Khúc Tiểu Đàn do Lương Khiết thủ vai và Bát Vương Gia Mạc Liên Thành do Hình Chiêu Lâm đóng. Song Thế Sủng Phi phần 1 tuy chỉ là phim chiếu mạng và không có diễn viên hạng A nào, nhưng đã tạo nên cơn sốt ngay từ khi tung trailer, đến khi kết thúc phát sóng phim cán mốc 3 tỷ lượt xem, khiến nhà sản xuất lẫn ekip làm phim vô cùng bất ngờ. Phần 1 của phim được đánh giá cao từ nội dung đến diễn xuất khi có đầy đủ những yếu tố từ cảm động, ngược tâm đến các tình huống hài hước, sở khóc, sở cười. Kịch bản phim cũng khéo léo dẫn dắt khán giả chìm đắm vào một câu chuyện tình đầy ngọt ngào xen lẫn bi thương nhưng vẫn mang đến một cái kết lãng mạn hoàn mỹ. Sau thành công vượt quá mong đợi của phần 1, nhà sản xuất không ngần ngại làm tiếp phần 2 ngay sau khi phần 1 kết thúc không lâu. Song Thế Sủng Phi 2 chính thức đóng máy vào tháng 5 năm nay, bộ phim luôn nhận được sự háo hức chờ đợi của khán giả. Phần 2 được mở đầu khi Mạc Liên Thành xuyên không về hiện tại để tìm lại Khúc Tiểu Đàn, nhưng Tiểu Đàn lúc này đã quên đi toàn bộ ký ức về anh. Sau một thời gian ở hiện tại, trong một vụ tai nạn được dàn dựng sẵn, Khúc Tiểu Đàn cùng Mạc Liên Thành một lần nữa cùng nhau xuyên không về quá khứ ở Đông Nhạc. Nhưng chớ trêu thay, do sự khác biệt về thời gian và không gian, Mạc Liên Thành vấp phải tình địch là chính mình trong quá khứ. Khúc Tiểu Đàn cho rằng Bát Vương Gia chính là Mạc Liên Thành, một khách hàng cổ quái của cô ở hiện tại, nên cô tìm mọi cách tiếp cận Bát Vương Gia để có thể trở về hiện tại. Mạc Liên Thành của hiện tại dịu dàng ấm áp, anh đã cùng Khúc Tiểu Đàn trải qua vô số chuyện hạnh phúc, đau thương, gian khổ có đủ. Anh mang theo toàn bộ ký ức của hai người, chịu đựng nỗi đau khổ khi Khúc Tiểu Đàn không còn nhận ra anh, lặng lẽ bảo vệ cô, tìm cách để giúp cô tìm lại tình yêu của hai người như là một chấp niệm trong lòng. Mạc Liên Thành ở quá khứ lúc này vẫn là Bát Vương Gia, lạnh lùng nhưng vẫn đầy sức hấp dẫn lôi cuốn. Anh chưa hề có bất cứ một ký ức nào về Khúc Tiểu Đàn, nhưng đối với sự kỳ quái lanh lợi thông minh đáng yêu của Tiểu Đàn, anh dần dần từ bỏ hiềm nghi và nảy sinh tình yêu với cô. Một cuộc tình tay ba giữa Khúc Tiểu Đàn và hai Mạc Liên Thành của hiện tại và quá khứ đã làm nên những tình huống dở khóc dở cười nhưng vẫn đầy ngọt ngào của bộ phim. Song Thế Sủng Phi 2 được đầu tư kỹ lưỡng với tạo hình bắt mắt nhưng vẫn thanh thoát tao nhã. Bộ phim được đánh giá cao hơn so với phần 1 về sự đầu tư bối cảnh, trang phục. Cặp đôi chính cũng nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ phía nhà sản xuất về sự hợp tác ăn ý và diễn xuất ngày một tiến bộ. Hiện tại thì bộ phim vẫn chưa có điểm đánh giá chính thức trên Douban, nhưng ngay sau khi được cập nhật trên Douban, bộ phim nhận được rất nhiều đánh giá tốt từ phía khán giả. Bộ phim đa phần được đánh giá 4 sao và 5 sao.